mới nghĩ trong tâm chưa lội, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điệu ta. Điều tà mắt vô là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm tía lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề, ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình, càng cao đức hạnh, càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chí sẽ không nên đạo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tin đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng đi sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu,
dễ tình quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần, dễ tình thức tâm thần dễ đồng. Dễ động tâm dễ mong sự trần, sự trần dắt được tâm thần khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc nuôi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyện luân lại liền, nghiệp lôi cuốn như ghiền bình rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời. Nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bần phu khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch
khi lá rơm. Lúc thì quan tướng, lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cố quạnh trong tình cấm cung, khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nó vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đảng sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu, nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai, mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con, mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sau. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan, ở trong ba cõi sáu đàn như là giữa bãi chiến tràn khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai, danh không tranh chỉ gây hậu hoàng. Lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài, vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi
khi giàu đừng quên thuở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung sống không kẻ oan chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng cũng là ảnh hưởng chứ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào tức thời, biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Dòng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm dòng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chim bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chim bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, càng làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muôn đến, sự tà gian cứ mến theo luôn. Xấu xa chẳng biết hổ buồn, biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh. Thấy sắc đẹp động tình muôn lây, nghe lời tỏ mong chạy đến dành. Của ai thấy cũng mong manh, đến như của mẹ cha mình còn tham. Cậy quyền thế lấy ngang lắm kè, dùng trí khôn chia sẻ nhiều người. Muốn cho lấy được không thôi, dù ai oan ghét che cười cũng trơ. Biết rằng quấy không chừa chẳng bò, hiểu là sai cứ mó vẫn đeo. Cố tình tội lỗi rất gieo, lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành
có người khuyên không nhớ, việc giữ không ai trỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên thường nghiêng theo dữ, ít nghiêng theo lành, sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp. Cho nên khi gặp dịp nở liền, ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày, thì liền bị dắt đầu thai làm người, trở lại nhớ ngay kiếp người. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người, những tập quán hồi thời quá khứ. Nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra, thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thói quỷ ma, chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quý, thường được nghe giải chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lời lành, thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao. Để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra, với ma quỷ cũng là đại nạn. Kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tâm oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người. Không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp, cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốt, thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nào tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mặt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài. Bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất vơ, chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi,
làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp. Nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra, chừng ni có hối cũng là muộn thay. Chỉ sơ lược một vài nhân quả, cho người đời nhớ có trả vai, để mà uống nắng cho ngay ngõ hậu tranh, cái hậu lai bất lành phải sang suốt cứu mình thoát khổ. Đừng ngu mê tông tổ lấy sầu, nếu mình tu đắc đạo màu tổ tiên cha mẹ cung chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hà, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Cái quân hà đã hồng sắp rụng, mi mau chọn nơi gieo giống trường xanh. Mê đời cặn bã hối tâm hại mình, thì có cứu mình thì không. Đời chém giết vì lòng ghen ghét, đời lưu manh vì việc tham lam. Có rồi mà vẫn còn ham, ham tài ham sắc ham làm công danh. Thấy người được còn mình không được, xô đẩy nhau bắt chước cho hơn. Thường tranh cạnh việc bất nhân, là đời hiện tại gọi tân phong trào. Quá vật chất quơ vào bất kể, quá xa quá tội lệ không kiên. Đua nhau cướp lợi tranh quyền, ấy là thế giới kim tiền ngày nay. Con cái chẳng đói hoài cha mẹ, vợ chồng không dình lẽ ái ân. Bội thầy phản bản lừa dân, cảnh này đã diễn xa gần thiếu chi. Chẳng đạo lý hơn gì chui hát, không luân thường nào khác heo tơ. Chuối không ruột chẳng ai nhờ, heo lo ăn ngủ để chờ phân thay. Đạo lý chẳng khác cây thước mộc, luân thường như là chốt giới đinh. Thước không là khó ráp thành chốt đinh, nếu thiếu thì hình rã mau. Đạo lý trọng thế nào đủ biết, luân thường là cần thiết dường bao. Ở đời bất luận người nào, nên gìn đạo lý nên trao luân thường. Người hơn vật biết đường đạo lý,
người giá cao nhờ nghĩ luân thường, dù cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý luân thường đáng khinh. Kẻ chỉ biết lo mình vinh hạnh, mặc cho ai sống cảnh khốn nạn. Người đừng tưởng thế là ngoan, gặp khi tối lửa tắt đèn kêu ai. Giữa nhân loại có dây quan hệ, việc lớn cho đến bé nhờ nhau. Trong đời bất cứ hạng nào tự mình cung cấp không sao hoàn toàn. Ngay như cái thân đang sống đó, được sanh ra nhờ có mẹ cha. Những điều phụ thuộc khác ra là nhờ tất cả người ta giúp vào ơn cha mẹ, làm sao chẳng nhớ ơn mọi người há nỡ đành quên. Dù sao cũng ráng đáp đền, mới không hổ phận sanh lên đi làm người. Được lành chứ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kêu cách người hèn. Không nên phân biệt là quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm. Mình được sống thì cùng người sống, mình được vui giúp chúng đồng vui. Ở ăn mật thiết với người sự thơm tho ấy còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại cũng cần nên sửa cái như trên. Giàu nghèo nâng đỡ nhau lên, bỏ đi cái lối sống riêng cho mình. Ai cũng biết mở tình rộng rãi, nạn dân nghèo sẽ giải quyết xong. Những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thái bình càng chống hiện ra. Nếu tình bác ái còn xa, thái bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Những gì chúng đang sầu khổ nhất, không nói ra cũng được biết rành. Thiếu no ấm, thiếu hòa bình là điều thế giới hiện tình thiết tha. Kẻ chỉ thiện nhìn qua thế sự, không khỏi lòng tư lự đau buồn. Dân sanh rối tợ chỉ còn chưa sống nhân quả cái đường thiên tai. Mới lục bảo chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Đói đau chết chóc chia lìa nhân sanh, đang lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây gieo rách, thêm nạn người nam bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh kê, nghe chỗ nọ khởi hành binh đau. Thầm gì khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao, chẳng khác như thoảng gặp giông. Nếu kẻ có tấm lòng bi mần, không khỏi lo cầu khẩn hòa bình. Thương người như thể thương mình, không hề muốn diệt đau binh khốn nạn. Qua thế giới sắp tàn mai mốt, mấy bướm ông còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêm. Nên tha thứ chứ hềm thù nữa, hãy nhất
tâm đừng ở hai lòng giúp người, người sẽ trả công hại nhân, nhân hại chứ hồng hại ai. Sự báo ứng đời nay rất chông, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chớ khó trốn trời, chết thì chịu chứ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tình được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Thử ra mới biết hiền hung không đem, chọn lọc tiên đồng như nhau. Chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì lại sắc màu đổi luôn. Khi thành lắm người thương kẻ mến, lúc suy không ai đến ai thăm, dễ dàng thay đổi lương tâm. Nhìn vào thế thai ngán ngầm lòng son, lúc mới mẻ thì còn hâm hờ. Khi cũ càng chẳng ngó ngãn vào lòng, người phai lạc rất mau tu hành như thế chừng nào cho nên. Cần phải biết ơn đền nghĩa trả, cần phải gìn chi cả lòng son. Nguyện tu thì phải tu tròn mắt, dù sống chết mất còn chẳng nao. Đạo cao có chi cao tương xưng, như buồm to gió lớn thổi xuôi. Đường về mau chóng đến nơi, móng tay chưa nhọc là ngồi Tây Phương. Gặp đạo cả căn trường nhỏ hẹp, mà như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, tu như thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dội mài không sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khai mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chung phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát, mà phải gìn cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt, là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiểu năng. Nếu còn nghĩ quấy tưởng rằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì. Việc thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng đóng tỉnh khiến ra. Đóng còn thì đạo còn xa, bị bác làm câm giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đóng tiền. Dòng đời xuôi ngược
đạo điên đều do cây thứ bát tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc, nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu, chứ cay đắng lòng nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già. Giàu đừng quên bố đức thi ân, có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt trái, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân.
tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi, Phật phàm có thể thôi đâu có. Làm hay không việc đó tại người, người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phàm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lầu, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều ta. Điều tà mắc vô là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê.
thấy trong đầu óc nặng nề ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó thì đạo tâm từ đó lần phai, đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin, lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí, ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chỉ sẽ không nên đạo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tin đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng đi sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa.
được sớm thì chưa lại chết. Người chiều nên bỗng mất sớm đi, lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc nuối giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần, nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyển luân lại liền, nghiệp lôi cuốn như ghiền bính rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ, trước cũng bởi vì nhớ bận thế. Nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời, nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bần phu khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời, những cái khổ hồi thời quá khứ. Người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một tràng mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm, lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt. Có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cố quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng giáng dội, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày, mới cười cây khóc
chua cay cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời đã vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đáng sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con. Mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hai người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Danh không tranh chỉ gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài. Vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng, cũng là ảnh hưởng chớ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tôi phụ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trông thấy rành.
mỗi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm vọng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối thì tinh thần mệt mỏi tối đen, chỉ làm theo cái thói quen xấu xa cũng mặc. Để hèn cũng thấy thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, càng làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muôn đến, sự tà gian cứ mến theo luồng xấu xa. Chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh, thấy sắc đẹp động tình muôn lây. Nghe lời tỏ mong chạy đến dành, của ai thấy cũng mong manh. Đến như của mẹ cha mình còn tham, cậy quyền thế lấy ngang lắm kè. Dùng trí khôn chia sẻ nhiều người, muốn cho lấy được không thôi. Dù ai oan ghét che cười cũng trơ, biết rằng quấy không chừa chẳng bỏ. Hiểu là sai cứ mó vẫn đeo, cố tình tội lỗi rất gieo. Lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ, việc giữ không ai trỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên, thường nghiêng theo dữ ít nghiêng theo lành. Sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp, cho nên khi gặp dịp nở liền. Ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày thì liền bị dắt đầu thai làm người. Trở lại nhớ ngay kiếp người, nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần. Sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Những tập quán hồi thời quá khứ, nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra. Thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên, nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thoái quỷ ma. Chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quỷ, thường được nghe giải chỉ tu hiền. Gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người. Để sanh lạc vào nơi cầm thu,
không được nghe khuyên nhủ lời lành thì không được biết tu hành tất còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác cũng là điều hình phạt tối cao, để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài biết ngày nào tỉnh ra, với ma quỷ cũng là đại nạn. Kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tanh oan ghét đã sống cực độ nên thường gây đau khổ cho người, không kiêng Phật chẳng kể trời khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền, bò heo có phải khiến đến nạp. Cô gái xinh phải dắt tới hầu, bắt dân làm giết ngựa trâu lốt thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nào tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mắt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài. Bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất vơ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đúc tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời, trả quả lúc làm người tiền kiếp. Nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô mà để cho đau khổ muôn đời là điều nhân nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra chừng ni có hối cũng là muộn thay. Chỉ sơ lược một vài nhân quả, cho người đời nhớ có trả vai, để mà uống nắng cho ngay ngõ hậu tranh cái hậu lai bất lành. Phải sang suốt cứu mình thoát khổ,
Đừng ngu mê tông tổ lấy sầu, nếu mình tu đắc đạo màu tổ tiên cha mẹ cũng chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hà, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cùng sống cái quân hà. Đá hồng sắp rụng mi máu chọn nơi gieo giống trường xanh. Mê đời cặn bã hối tâm hại mình thì có cứu mình thì không. Đời chém giết vì lòng ghen ghét, đời lưu manh vì việc tham lam. Có rồi mà vẫn còn ham, ham tài ham sắc ham làm công danh. Thấy người được còn mình không được, xô đẩy nhau bắt chước cho hơn. Thường tranh cạnh việc bất nhân, là đời hiện tại gọi tân phong trào. Quá vật chất quơ vào bất kể, quá xa quá tội lệ không kiên. Đua nhau cướp lợi tranh quyền, ấy là thế giới kim tiền ngày nay. Con cái chẳng đói hoài cha mẹ, vợ chồng không dình lẽ ái ân. Bội thầy phản bản lừa dân, cảnh này đã diễn xa gần thiếu chi. Chẳng đạo lý hơn gì chui hát, không luân thường nào khác heo tơ. Chuối không ruột chẳng ai nhờ, heo lo ăn ngủ để chờ phân thay. Đạo lý chẳng khác cây thước mộc, luân thường như là chốt giới đinh. Thước không là khó ráp thành chốt đinh, nếu thiếu thì hình rã mau. Đạo lý trọng thế nào đủ biết, luân thường là cần thiết dường bao. Ở đời bất luận người nào, nên gìn đạo lý nên trao luân thường. Người hơn vật biết đường đạo lý, người giá cao nhờ nghĩ luân thường. Dù cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý luân thường đáng khinh. Kẻ chỉ biết lo mình vinh hạnh, mặc cho ai sống cảnh khốn nạn. Người đừng tưởng thế là ngoan, gặp khi tối lửa tắt đèn kêu ai. Giữa nhân loại có dây quan hệ, việc lớn cho đến bé nhờ nhau. Trong đời bất cứ hạng nào, tự mình cung cấp không sao hoàn toàn. Ngay như cái thân đang sống đó, được sanh ra nhờ có mẹ cha. Những điều phụ thuộc khác ra, là nhờ tất cả người ta giúp vào. Ơn cha mẹ làm sao chẳng nhớ, ơn mỗi người há nỡ đành quên. Dù sao cũng ráng đáp đền, mới không hổ phận sanh lên đi làm người. Được lành chứ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kêu cách người hèn. Không nên phân biệt là quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm. Mình được sống thì cùng người sống, mình được vui giúp chúng đồng vui. Ở ăn mật thiết với người sự thơm tho ấy còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại cũng cần nên sửa cái như trên.
giàu nghèo nâng đỡ nhau lên bỏ đi cái lối sống riêng cho mình, ai cũng biết mở tình rộng rãi. Nạn dân nghèo sẽ giải quyết xong những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thái bình càng chống hiện ra. Nếu tình bác ấy còn xa, thái bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Những gì chúng đang sầu khổ nhất, không nói ra cũng được biết rành. Thiếu no ấm, thiếu hòa bình là điều thế giới hiện tình thiết tha. Kẻ chỉ thiện nhìn qua thế sự, không khỏi lòng tư lự đau buồn. Dân sanh rối tợ chỉ còn chưa sống nhân quả cái đường thiên tai. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Đói đau chết chóc chia lìa nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây gieo rách, thêm nạn người nam bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh kê nghe, chỗ nọ khởi hành binh đau. Thảm gì khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao, chẳng khác như thoảng gặp giông. Nếu kẻ có tấm lòng bi mần, không khỏi lo cầu khẩn hòa bình. Thương người như thể thương mình, không hề muốn diệt đau binh khủng nạn. Qua thế giới sắp tàn mai mốt, mấy bướm ông còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêm. Nên tha thứ chứ hềm thù nữa. Hãy nhất tâm đừng ở hai lòng, giúp người người sẽ trả công. Hại nhân nhân hại chứ hồng hại ai. Sự bao ứng đời nay rất chông, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chớ khó trốn trời, chết thì chịu chứ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tỉnh được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Thử ra mới biết hiền hung không đem, chọn lọc tiên đồng như nhau. Chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì lại sắc màu đổi luôn. Khi thành lắm người thương kẻ mến, lúc suy không ai đến ai thăm. Dễ dàng thay đổi lương tâm, nhìn vào thế thai ngán ngầm lòng son. Lúc mới mẻ thì còn hâm hờ, khi cũ càng chẳng ngó ngãn vào lòng. Người phai lạc rất mau, tu hành như thế chừng nào cho nên. Cần phải biết ân đền nghĩa trả, cần phải gìn chi cả lòng son. Nguyện tu thì phải tu tròn mắt, dù sống chết mất
còn chẳng nao. Đạo cao có chi cao tương xưng, như buồm to gió lớn thổi xuôi, đường về mau chóng đến nơi. Móng tay chưa nhọc là ngồi Tây Phương, gặp đảo cả căn trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo tu, như thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dội mài không sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khai mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chung phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát, mà phải gìn cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiệu năng. Nếu còn nghĩ quấy tưởng rằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì. Việc thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng động tĩnh khiến ra. Đông còn thì đảo còn xa, bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bác tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc, nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ giá danh. Gái thì ban mất tiếp trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng.
thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu, chứ cay đắng lòng nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già. Giàu đừng quên bố đức thi ân, có dư chớ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên, tiên với tục dính liền mặt trái. Để vậy phạm lộn lại là tiên, cũng thời sử dụng đồng tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu có, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét,
trong mười điều không biết chín điều, muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân, nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lội, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều ta. Điều tà mắc vô là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm, như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, em vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lời biến mỏi mê, thấy trong đầu óc nặng nề ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao đức hạnh, càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền chí sẽ không nên đảo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng.
Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đôi với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin thất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào cổng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc nuôi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi, theo nghiệp mấy chuyển luân lại liền. Nghiệp lôi cuốn như ghiền bình rượu, khi thèm không ai rủ cùng đi. Hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân, sau này khó tránh khỏi phần đầu thai.
tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bằng phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời, những cái khổ hồi thời quá khứ. Người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một tràng mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm, lúc người lúc thú làm nham kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bằng tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm, khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay, kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cố quạnh trong tình cấm cung, khi thì được anh hùng giáng dội, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nó vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đảng sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu, nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai, mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng, luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con, mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sau. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan,
ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Danh không chánh chỉ gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài. Vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chỉ tính trong lòng, cũng là ảnh hưởng chớ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không, mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc tu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thánh nhân tức thời. Gốc tâm vọng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, càng làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muốn đến,
sự tà gian cứ mến theo luồng xấu xa, chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị điên cuồng lợi danh, thay sắc đẹp động tình muôn lây. Nghe lời to mong chạy đến dành, của ai thấy cũng mong manh. Đến như của mẹ cha mình còn tham, cậy quyền thế lấy ngang lắm kè. Dùng trí khôn chia sẻ nhiều người, muốn cho lấy được không thôi. Dù ai oan ghét che cười cũng trơ, biết rằng quấy không chừa chẳng bò. Hiểu là sai cứ mó vẫn đeo, cố tình tội lỗi rất gieo, lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ, việc dữ không ai trỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên, thường nghiêng theo dữ ít nghiêng theo lành. Sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp, cho nên khi gặp dịp nở liền, ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày, thì liền bị dắt đầu thai làm người, trở lại nhớ ngay kiếp người. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Những tập quán hồi thời quá khứ, nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra. Thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên, nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thoái quỷ mang. Chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quý, thường được nghe giải chỉ tu hiền. Gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lời lành, thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao. Để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra, với ma quỷ cũng là đại nạn. Kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tanh oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người. Không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền. Bò heo có phải khiến đến nạp, cô gái xinh phải dắt tới hầu. Bắt dân làm giết ngựa trâu lốt, thì bị giết bị tù thảm thương.
gấp và cả không nhường không kể. Thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào, rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nào tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mắt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài. Bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất vơ chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đút tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời. Trả quả lúc làm người tiền kiếp, nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra chừng ni, có hối cũng là muộn thay. Chỉ sơ lược một vài nhân quả, cho người đời nhớ có trả vai. Để mà uống nắng cho ngay ngõ hầu tranh, cái hậu lai bất lành phải sang suốt cứu mình thoát khổ. Đừng ngu mê tông tổ lấy sầu, nếu mình tu đắc đạo màu tổ tiên cha mẹ cung chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hà, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Cái quân hà đã hồng sắp rụng, mi máu chọn nơi gieo giống trường xanh. Mê đời cặn bã hối tâm hại mình, thì có cứu mình thì không. Đời chém giết vì lòng ghen ghét, đời lưu manh vì việc tham lam. Có rồi mà vẫn còn ham, ham tài ham sắc ham làm công danh. Thấy người được còn mình không được, xô đẩy nhau bắt chước cho hơn. Thường tranh cạnh việc bất nhân, là đời hiện tại gọi tân phong trào. Quá vật chất quơ vào bất kể, quá xa quá tội lệ không kiên. Đua nhau cướp lợi tranh quyền, ấy là thế giới kim tiền ngày nay. Con cái chẳng đói hoài cha mẹ,
vợ chồng không dình lẽ ái ân, bội thầy phản bạn lừa dân, cảnh này đã diễn xa gần thiếu chi. Chẳng đạo lý hơn gì chui hát, không luân thường nào khác heo tơ. Chuối không ruột chẳng ai nhờ, heo lo ăn ngủ để chờ phân thay. Đạo lý chẳng khác cây thước mộc, luân thường như là chốt giới đinh. Thước không là khó ráp thành chốt đinh, nêu thiếu thì hình rã mau. Đạo lý trọng thế nào đủ biết, luân thường là cần thiết dường bao. Ở đời bất luận người nào, nên gìn đạo lý nên trao luân thường. Người hơn vật biết đường đạo lý, người giá cao nhờ nghĩ luân thường. Dù cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý luân thường đáng khinh. Kẻ chỉ biết lo mình vinh hạnh, mặc cho ai sống cảnh khốn nàng. Người đừng tưởng thế là ngoan, gặp khi tối lửa tắt đèn kêu ai. Giữa nhân loại có dây quan hệ, việc lớn cho đến bé nhờ nhau. Trong đời bất cứ hạng nào, tự mình cung cấp không sao hoàn toàn. Ngay như cái thân đang sống đó, được sanh ra nhờ có mẹ cha. Những điều phụ thuộc khác ra, là nhờ tất cả người ta giúp vào. Ơn cha mẹ làm sao chẳng nhớ, ơn mọi người há nỡ đành quên. Dù sao cũng ráng đáp đền, mới không hổ phận sanh lên đi làm người. Được lành chứ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kêu cách người hèn. Không nên phân biệt là quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm. Mình được sống thì cùng người sống, mình được vui giúp chúng đồng vui. Ở ăn mật thiết với người, sự thơm tho ấy còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại, cũng cần nên sửa cái như trên. Giàu nghèo nâng đỡ nhau lên, bỏ đi cái lối sống riêng cho mình. Ai cũng biết mở tình rộng rãi, nạn dân nghèo sẽ giải quyết xong. Những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thái bình càng chống hiện ra. Nếu tình bác ái còn xa, thái bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Những gì chúng đang sầu khổ nhất, không nói ra cũng được biết rành. Thiếu no ấm, thiếu hòa bình, là điều thế giới hiện tình thiết tha. Kẻ chỉ thiện nhìn qua thế sự, không khỏi lòng tư lự đau buồn. Dân sanh rối tợ chỉ còn chưa sống nhân quả, cái đường thiên tai. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây gieo rách, thêm nạn người nam bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt
chiến tranh kê nghe chỗ nọ khởi hành binh đau. Thầm gì khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao chẳng khác như thoảng gặp giông, nêu kẻ có tấm lòng bi mần. Không khỏi lo cầu khẩn hòa bình, thương người như thể thương mình, không hề muốn diệt đau binh khốn nạn. Qua thế giới sắp tàn mai mốt, mấy bướm ông còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêm. Nên tha thứ chứ hềm thù nữa, hãy nhất tâm đừng ở hai lòng. Giúp người người sẽ trả công, hại nhân nhân hại chứ hồng hại ai. Sự báo ứng đời nay rất chông, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chớ khó trốn trời, chết thì chịu chứ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tình được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Thử ra mới biết hiền hung không đem, chọn lọc tiên đồng như nhau. Chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sao, còn thao thì lại sắc màu đổi luôn. Khi thành lắm người thương kẻ mến, lúc suy không ai đến ai thăm. Dễ dàng thay đổi lương tâm, nhìn vào thế thai ngán ngầm lòng son. Lúc mới mẻ thì còn hâm hờ, khi cũ càng chẳng ngó ngãng vào lòng. Người phai lạc rất mau tu hành, như thế chừng nào cho nên. Cần phải biết ân đền nghĩa trả, cần phải gìn chi cả lòng son. Nguyện tu thì phải tu tròn, mặc dù sống chết mất còn chẳng nao. Đạo cao có chỉ cao tương xưng, như bùm to gió lớn thổi xuôi. Đường về mau chóng đến nơi, móng tay chưa nhọc là ngồi Tây Phương. Gặp đạo cả căn trường nhỏ hẹp, mà như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, tu như thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dội mài không sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khai mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chung phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân, đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát,
mà phải gìn cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiệu năng. Nếu còn nghĩ quay tưởng rằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì. Viết thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng đóng tỉnh khiến ra. Đông còn thì đạo còn xa, bị bác làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bác tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đậm tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, mà nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc, nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng xác trần cõi tạm, ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình. Ai có của bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai.
có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu chứ cay đắng lòng. Nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già, giàu đừng quên bố đức thi ân. Có dư chứ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên. Tiên với tục dính liền mặt cay, để vậy phạm lộn lại là tiên. Cũng thời sử dụng đâm tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu có, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lộ, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh. Điều ta điều tà mắt vô là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ. Khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều dòng tâm.
dòng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm, như ôm rắn độc mà nằm thân kia không biết hòa lâm. Lúc nào tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lời biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề ấy là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền chí sẽ không nên đảo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng đi sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục
trần lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu, giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ. Chủ cũng lo mà tớ cũng lo, những người chức trọng giàu to vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư, lo đến chết không như ý được. Hết muốn này đến lượt muốn kia, mồ hôi nước mắt đầm đìa mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc nuôi giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần. Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyện luân lại liền, nghiệp lôi cuốn như ghiền bình rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ. Trước cũng bởi vì nhớ bận thế, nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời. Nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bằng phu khác nhau. Nhưng dù khôn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời. Những cái khổ hồi thời quá khứ, người đã quên thành thử không ghê. Thật ra là một tràng mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bần tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân. Kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi chống cẳng ra quay. Kiếp thì chết chẳng chôn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong. Khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng. Kể sao hết chuyện não nồng, của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy. Khi thì trọn kiếp
phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt, có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cố quạnh trong tình cấm cung, khi thì được anh hùng giáng dồi, khi thì mang lấy tội phản thần, lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nên vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàng tả tơi. Nghiệp dâm đản sanh nơi địa điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu, nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai, mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng luân hồi lộn bảy cõi hồng, khi cha khi mẹ khi chồng khi con, mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn, chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sao, cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan, ở trong ba cõi sáu đàn như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai, danh không tranh chỉ gây hậu hoàng. Lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài, vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng, ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không, chưa làm chỉ tính trong lòng cũng là ảnh hưởng chớ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác
có màn tôi phủ. Tâm tánh lành có lưới sáng bao, mắt thần khi ngó nhìn vào tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không mười phương chư Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc tu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm vọng gió nơi cảm nhiệm, thói quen ưa đã chiếm trong lòng. Lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm. Khi người để vọng tâm chi phối, thì tinh thần mệt mỏi tối đen. Chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tường, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, cạn làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muôn đến, sự tà gian cứ mến theo luồng xấu xa. Chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị, điên cuồng lợi danh thấy sắc đẹp động tình muôn lây. Nghe lời tỏ mong chạy đến dành, của ai thấy cũng mong manh. Đến như của mẹ cha mình còn tham, cậy quyền thế lấy ngang lắm kè. Dùng trí khôn chia sẻ nhiều người, muốn cho lấy được không thôi. Dù ai oan ghét che cười cũng trơ, biết rằng quấy không chừa chẳng bỏ. Hiểu là sai cứ mó vẫn đeo, cố tình tội lỗi rất gieo. Lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên, lời lành có người khuyên không nhớ. Việc giữ không ai trỏ chẳng quên, thói quen từ trước nổi lên. Thường nghiêng theo dữ ít nghiêng theo lành, sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp. Cho nên khi gặp dịp nở liền, ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày, thì liền bị dắt đầu thai làm người. Trở lại nhớ ngay kiếp người,
Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần. Sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người, những tập quán hồi thời quá khứ. Nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra thói quen, nằm mãi trong nhà nghiệp duyên. Nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thoái quỷ mang. Chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Đã sanh được làm người đất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền. Gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người, để sanh lạc vào nơi cầm thu. Không được nghe khuyên nhủ lời lành, thì không được biết tu hành tất, còn chịu kiếp tử sanh lâu dài. Nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao. Để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra, với ma quỷ cũng là đại nạn. Kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tâm oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người. Không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền. Bò heo có phải khiến đến nạp, cô gái xinh phải dắt tới hầu. Bắt dân làm giết ngựa trâu lốt, thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào. Rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nao tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mắt mày xấu xí dị kỳ hình dung, cổ quá nhỏ vật không nuốt chài. Bụng thì to bằng cái bụng trâu, ngày đêm đói khát buồn rầu vất vơ, chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đút tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi, làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời. Trả quả lúc làm người tiền kiếp, nhưng thường không được biết tỉnh ra, ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu, làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau.
Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời là điều nhân nên nhịn con ơi. Anh quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen, có quả báo nên khuyên hướng thiền. Không đau đầu ai khuyên trừ tà, chết rồi tội mới thấy ra chừng ni có hối cũng là muộn thay. Chỉ sơ lược một vài nhân quả, cho người đời nhớ có trả vai. Để mà uống nắng cho ngay ngõ hầu tranh, cái hậu lai bất lành phải sang suốt cứu mình thoát khổ. Đừng ngu mê tâm tổ lấy sầu, nếu mình tu đắc đạo màu tổ tiên cha mẹ cũng chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hà, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Cái quân hà đã hồng sắp rụng, mi máu chọn nơi gieo giống trường xanh. Mê đời cặn bã hối tâm hại mình, thì có cứu mình thì không. Đời chém giết vì lòng ghen ghét, đời lưu manh vì việc tham lam. Có rồi mà vẫn còn ham, ham tài ham sắc ham làm công danh. Thấy người được còn mình không được, xô đẩy nhau bắt chước cho hơn. Thường tranh cạnh việc bất nhân, là đời hiện tại gọi tân phong trào. Quá vật chất quơ vào bất kể, quá xa quá tội lệ không kiên. Đua nhau cướp lợi tranh quyền, ấy là thế giới kim tiền ngày nay. Con cái chẳng đói hoài cha mẹ, vợ chồng không dình lẽ ái ân. Bội thầy phản bản lừa dân, cảnh này đã diễn xa gần thiếu chi. Chẳng đạo lý hơn gì chui hát, không luân thường nào khác heo tơ. Chuối không ruột chẳng ai nhờ, heo lo ăn ngủ để chờ phân thay. Đạo lý chẳng khác cây thước mộc, luân thường như là chốt giới đinh. Thước không là khó ráp thành chốt đinh, nêu thiếu thì hình rã mau. Đạo lý trọng thế nào đủ biết, luân thường là cần thiết dường bao. Ở đời bất luận người nào, nên nhìn đạo lý nên trao luân thường. Người hơn vật biết đường đạo lý, người giá cao nhờ nghĩ luân thường. Dù cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý luân thường đáng khinh. Kẻ chỉ biết lo mình vinh hạnh, mặc cho ai sống cảnh khốn nàng. Người đừng tưởng thế là ngoan, gặp khi tối lửa tắt đèn kêu ai. Giữa nhân loại có dây quan hệ, việc lớn cho đến bé nhờ nhau. Trong đời bất cứ hạng nào, tự mình cung cấp không sao hoàn toàn. Ngay như cái thân đang sống đó, được sanh ra nhờ có mẹ cha.
những điều phụ thuộc khác ra là nhờ tất cả người ta giúp vào ơn cha mẹ làm sao chẳng nhớ. Ơn mỗi người há nỡ đành quên, dù sao cũng ráng đáp đền mới không hổ phận sanh lên đi làm người. Được lành chứ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kêu cách người hèn. Không nên phân biệt là quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm, mình được sống thì cùng người sống. Mình được vui giúp chúng đồng vui, ở ăn mật thiết với người sự thơm tho ấy còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại cũng cần nên sửa cái như trên, giàu nghèo nâng đỡ nhau lên, bỏ đi cái lối sống riêng cho mình, ai cũng biết mở tình rộng rãi. Nạn dân nghèo sẽ giải quyết xong, những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thái bình càng chống hiện ra. Nếu tình bác ái còn xa, thái bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Những gì chúng đang sầu khổ nhất, không nói ra cũng được biết rành. Thiếu no ấm, thiếu hòa bình là điều thế giới hiện tình thiết tha. Kẻ chỉ thiện nhìn qua thế sự, không khỏi lòng tư lự đau buồn. Dân sanh rối tợ chỉ còn chưa sống nhân quả cái đường thiên tai. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Đói đau chết chóc chia lìa nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây gieo rách, thêm nạn người nam bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh kê, nghe chỗ nọ khởi hành binh đao. Thảm gì khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao, chẳng khác như thoảng gặp giông. Nếu kẻ có tấm lòng bi mần, không khỏi lo cầu khẩn hòa bình, thương người như thể thương mình, không hề muốn diệt đau binh khủng nạn. Qua thế giới sắp tàn mai mốt, mấy bướm ông còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêm. Nên tha thứ chứ hềm thù nữa, hãy nhất tâm đừng ở hai lòng. Giúp người người sẽ trả công, hại nhân nhân hại chứ hồng hại ai. Sự báo ứng đời nay rất chông, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chớ khó trốn trời, chết thì chịu chứ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tỉnh được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Thử ra mới biết hiền hung không đem, chọn lọc
tiếng đồng như nhau. Chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì lại sắc màu đổi luôn. Khi thành lắm người thương kẻ mến, lúc suy không ai đến ai thăm, dễ dàng thay đổi lương tâm. Nhìn vào thế thai ngán ngầm lòng son, lúc mới mẻ thì còn hâm hờ. Khi cũ càng chẳng ngó ngãn vào lòng, người phai lạc rất mau tu hành như thế chừng nào cho nên. Cần phải biết ơn đền nghĩa trả, cần phải gìn chi cả lòng son. Nguyện tu thì phải tu tròn mạch, dù sống chết mất còn chẳng nao. Đạo cao có chi cao tương xưng, như bùm to gió lớn thổi xuôi. Đường về mau chóng đến nơi, móng tay chưa nhọc là ngồi Tây Phương. Gặp đạo cả căn trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, tu như thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dội mài không sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khai mỏ, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chung phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát, mà phải gìn cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt, là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiệu năng. Nếu còn nghĩ quấy tưởng rằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì. Việc thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng đóng tỉnh khiến ra. Đóng còn thì đạo còn xa, bị bác làm câm giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đóng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bạc tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người. Châu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đậm tiền. Tiền là
bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn, tiền đừng nên bạc nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ gia danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông. Mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thí khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa, biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế nay người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu, chứ cay đắng lòng nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già. Giàu đừng quên bố đức thi ân, có dư chớ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên, tiên với tục dính liền mặt trái. Để vậy phạm lộn lại là tiên, cũng thời sử dụng đồng tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chung là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình.
phàm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng xanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu làm việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân. Nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng. Vừa mới nghĩ trong tâm chưa lội, nhưng thần minh đã rõ dữ lành. Sức thần hiểu biết rất nhanh, phàm gian chớ có vọng sanh điều ta. Điều tà mặc dù là chỉ nghĩ, sống cũng làm tâm trí lu mờ, khởi ra ý xấu ban sơ, diệt liền chớ để dây dưa lâu ngày. Ý nghĩ xấu kéo dài bao độ, hành động ta càng lỗ bấy nhiêu. Hiểu rồi cương quyết trừ tiêu, chớ nên tha thứ nuông chiều vọng tâm. Vọng tâm nếu chẳng làm yên lặng, ví dụ ngồi bên cạnh Phật đàn, cũng không hề được thấy ra, bị tâm vọng nó làm lòa mắt đi. Tâm vọng rất làm nguy hạnh đức, người tu hành chưa dứt vọng tâm. Như ôm rắn độc mà nằm thân kia, không biết hòa lâm lúc nào. Tâm vọng dứt mới vào cõi Phật, vọng tâm còn khó nhập niết bàn. Vọng tâm là gốc mê mang chúng sanh, vì đó sáu đàn chuyển luân. Lúc niệm Phật tâm thần sao xiên, khi tham thiền lười biến mỏi mê. Thấy trong đầu óc nặng nề ấy, là ma nghiệp vô về đầu tiên. Nếu ý niệm để nghiêng theo nó, thì đạo tâm từ đó lần phai. Đến khi tới trước Phật đài, mà tâm vẫn loạn là ngày nguy cơ. Phật không phải chỉ thờ lấy gì, thờ Phật là biểu thị lòng tin. Lòng tin càng được chắc dình càng cao, đức hạnh càng bình định tâm. Không thờ Phật
mà thầm tin tưởng, hơn thờ mà bỏ luôn không tin. Có tin mới biết sửa mình, không tin đâu bỏ hành trình xấu xa. Tin là mẹ đẻ ra ngôi Phật, tin là thuyền cứu vớt chúng sanh. Có tin thì mới có thành, thiếu lòng tin tưởng tu hành sao nên. Tin tưởng mạnh tất bền ý chí, ý chí bền thì dĩ quả nên. Không tin thì chỉ không bền, không bền chỉ sẽ không nên đạo màu. Em biết càng khó càng sâu tin tưởng. Tin tưởng sâu thì chướng ngại tiêu, tin là thứ phép cao siêu, sẽ làm như ý sẽ tiêu ma tà. Tin tưởng Phật thì là gặp Phật, tin tưởng ma thì gặp quỷ ma. Chữ tình đối với người ta rất nên quan trọng, lửa mà tin theo. Tin tưởng vốn là điều cần thiết, nhưng phải nên suy xét kỹ càng. Chánh đường khi thấy rõ ràng, chừng ni sẽ đắc lòng vàng tin theo. Tin dễ dãi thường gieo ân hận, tin bướng càng lầm lẫn phẫn nhiều. Không tin thì đạo không siêu, dễ tin quá cũng chẳng tiêu nghiệp trần. Dễ tin tất tâm thần dễ đồng, dễ động tâm dễ mong sự trần. Sự trần dắt được tâm thần, khác nào như bị thọt chân vào còng. Sức tự chủ đã không còn nữa, quyền hành do sao đưa giặc trần. Tha hồ thỏa mãn nhục thân tâm hồn, cứ thế mê dần đi thôi. Mạng sống chỉ là mồi thị dục, tâm hồn thì lệ thuộc xác thân. Lái quay ở giữa ngục trần, lúc nào cũng sợ tử thần đến kêu. Giàu cũng sợ mà nghèo cũng sợ, chủ cũng lo mà tớ cũng lo. Những người chức trọng giàu to, vấn đề chết chóc sợ lo hơn nghèo. Nhiều ham muốn thì đeo nhiều khổ, vọng tưởng luôn đâu có yên lòng. Kẻ thì tôn của người công, kẻ dùng tài sức người dùng tâm tư. Lo đến chết không như ý được, hết muốn này đến lượt muốn kia. Mồ hôi nước mắt đầm đìa, mà lòng ham muốn nọ kia chưa vừa. Kẻ được sớm thì chưa lại chết, người chiều nên bỗng mất sớm đi. Lúc còn trẻ lại ngu si, chừng thông minh được là khi đã già. Nhân loại chẳng ai mà thuận cành, chúng sanh không ai rảnh trong lòng. Thế mà chẳng việc nào xong, chết rồi mà vẫn còn lòng nuôi theo. Bởi tiếc nuối giàu nghèo thương ghét, bởi tạo ra các nghiệp tiền trần.
Nên sau khi đã bỏ thân đi theo nghiệp mấy chuyển luân lại liền, nghiệp lôi cuốn như ghiền bánh rượu. Khi thèm không ai rủ cùng đi, hôm qua say ngủ ly bì, bữa nay say nữa dễ gì bỏ say. Nghiệp thế phải đầu thai cõi thế, mến trần thì sanh đẻ nơi trần. Quả sanh vì bởi có nhân, nếu nhân không có quả sanh bao giờ, trước cũng bởi vì nhớ bận thế. Nay mới rơi trong bể hỏng trần hiện thời, nếu chẳng tu thân sau này khó tránh khỏi phần đầu thai. Tùy theo nghiệp mong dày đã tạo, mà trí ngu bằng phu khác nhau. Nhưng dù khốn dại nghèo giàu, vẫn già vẫn chết vẫn đau khổ đời, những cái khổ hồi thời quá khứ. Người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một tràn mê từ hồi vô thị kéo lê đến giờ. Biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rất lại phàm. Lúc người lúc thú làm nham, kể sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Khi thì phú khi bằng tốt hàng, lúc ấm no lúc chẳng áo cơm. Khi ngói gạch khi lá rơm, lúc thì quan tương lúc làm tù nhân, kiếp thì bị treo thân lủng lẳng, kiếp thì ngồi trong cắn ra quay, kiếp thì chết chẳng chốn thay, kiếp thì tông tán chặt ngoài chặt trong, khi thì xác trôi sống chập chà, khi thì thấy tan rã giữa đồng, kể sao hết chuyện não nồng của tiền kiếp khách trần hồng đã mang. Kiếp làm gái chịu đàn đẻ chưa, kiếp làm trai con vợ đùm đầy, khi thì trọn kiếp phu thê, khi thì bươm chán ông che giữa chừng, có khi bị cùi phun sủi bài, có khi thì điên dại mù câm, sống không nhà cửa ăn nằm lang thang đàn phố xin ăn qua ngày, có kiếp bị bọn trai lừa gạt. Có kiếp thì bị thác vì tình, kiếp thì làm đi bán mình, kiếp thì cô quạnh trong tình cấm cung. Khi thì được anh hùng gian dồi, khi thì mang lấy tội phản thần. Lúc thì quý tở vàng cân, khi thì rẻ nát còn hơn con dòi, kiếp thì được người coi vua chúa, kiếp thì ra thân đứa ăn mày mới cười cây khóc chúa cay, cứ như thế đó đổi thay không ngừng. Như lời nó vừa phân đoạn trước, giàu nghèo do tội phước mỏng dày, không cần phải hỏi nơi ai, tự mình suy cũng hiểu ngay thế nào. Kiếp trước mở hồ bao bố thí, nên kiếp này địa vị giàu sang, kiếp này bọn sen tham gian, kiếp sau đói khó nghèo nàn tả tơi.
nghiệp dâm đản sanh nơi đỉ điềm, nghiệp rượu chè sanh chốn tửu lâu. Nói sơ kệ chẳng hết đâu, nghiệp đâu sanh đó khó hầu đi sai. Mới kiếp trước ghét cay ghét đắng, kê kiếp sau làm bạn làm chồng luân hồi lộn bảy cõi hồng. Khi cha khi mẹ khi chồng khi con, mới đời trước đánh đòn đứa ở, kế đời sau làm tớ bị đòn. Chết rồi nhưng nghiệp vẫn còn mạnh, thì nợ trước yếu tồn lại sao. Cuộc luân chuyển chừng nào mới hết, nếu chúng sanh còn kết dây oan. Ở trong ba cõi sáu đàn, như là giữa bãi chiến tràng khác chi. Người biết giúp người thì ít có, người hại người thì số vô biên. Tranh hơn ở kiếp hiện tiền, quên rằng tội ác còn truyền hậu lai. Danh không tranh chỉ gây hậu hoàng, lợi bất nhân hưởng chẳng lâu dài. Vui nay để chịu khổ mai, mà không nghĩ đến đời nay nhiều người. Nay đắc thế chê cười hèn yêu, mai thất thời phải chịu cười chê. Đời thường nay tướng mai hề, cho nên hiếp đắp nhúng chày một ai. Lúc mạnh khá nhớ ngày yếu giờ, khi giàu đừng quên thuở bằng cùng. Ở ăn giữ mực trung dung, sống không kẻ oan, chết không người hờn. Kẻ đã hiểu đâu chân đâu mì, khá khuyên người chỗ mỹ chỗ không. Chưa làm chí tính trong lòng, cũng là ảnh hưởng chớ hồng tính gian. Thường nghĩ tốt có thần phúc hộ, hay tưởng rằng bị quả thần theo. Quả thần theo tất nạn eo, được thần phúc hộ thì tiêu tai nạn. Lòng giả ác có màn tôi phụ, tâm tánh lành có lưới sáng bao. Mắt thần khi ngó nhìn vào, tức thời biết rõ người nào hiền hung. Màn tối phủ ma nung quỷ dục, lưới sáng bao thần chúc Phật ban. Quỷ ma nung dục thì tàn Phật, thần ban chúc thì an lạc đời. Lòng lành giữ lộ nơi chân tương, khách nữ nam đừng tưởng nằm yên. Trong tâm vừa muốn mưa phiền, thì là ngoài mắt cũng liền kéo mây. Phàm thấy sắc tướng ngoài còn biết, thánh xem còn thấu triệt đáy lòng tâm không. Mà chẳng phải không mười phương chưa Phật đều trông thấy rành. Tâm đổi dạng khi lành khi dữ, tâm biến thành lúc thu lúc người. Ấy là tâm vọng của đời, nó thường theo cảnh mà dời đổi luôn. Tâm vọng ấy nếu còn vọng mãi, thì chúng sanh còn phải chuyển luân. Vọng tâm nếu được lặng ngưng, phàm thân trở lại thanh nhân tức thời. Gốc tâm vọng do nơi cảm nhiệm,
thói quen ưa đã chiếm trong lòng, lúc nào cũng muốn cũng mong, trong tâm đâu có vắng không lúc nào. Thường vì quá ước ao thèm khát, nhiều khi gây thành giấc chiêm bao. Lỗi lầm lúc thức phạm vào, đến khi ngủ cũng chiêm bao lỗi lầm, khi người để vọng tâm chi phối thì tinh thần mệt mỏi tối đen, chỉ làm theo cái thói quen xấu xa, cũng mặc để hèn cũng thấy. Thói quen khiến thường hay vọng tưởng, chưa vừa lòng vẫn muốn chưa thôi. Thêm đời nhiều thứ cuốn lôi, càng làm y muốn con người nhiều thêm. Việc phước đức không thèm muốn đến, sự tà gian cứ mến theo luồng xấu xa, chẳng biết hổ buồn biết bao kẻ bị. Điên cuồng lợi danh thay sắc đẹp, động tình muôn lây. Nghe lời tỏ mong chạy đến dành, của ai thấy cũng mong manh. Đến như của mẹ cha mình còn tham, cậy quyền thế lấy ngang lắm kè. Dùng trí khôn chia sẻ nhiều người, muốn cho lấy được không thôi. Dù ai oan ghét che cười cũng trơ, biết rằng quấy không chừa chẳng bỏ. Hiểu là sai cứ mó vẫn đeo, cố tình tội lỗi rất gieo. Lòng tham muốn lấy hiểm nghèo vô biên. Lời lành có người khuyên không nhớ, việc dữ không ai trỏ chẳng quên. Thói quen từ trước nổi lên, thường nghiêng theo dữ ít nghiêng theo lành. Sự cảm nhiễm kết thành nhiều kiếp, cho nên khi gặp dịp nở liền, ngày nào kiếp trước đã chuyển, kiếp này ngày ấy người liền hiểu ngay. Luân hồi có khi dài khi ngắn, có khi em vừa chết đặng ít ngày, thì liền bị dắt đầu thai làm người, trở lại nhớ ngay kiếp người. Nếu bị nghiệp sanh nơi cầm thu, sống theo loài rừng rú ngu đần, sao dù trở lại nhân thân, dễ quen tánh thú nhiều hơn tánh người. Những tập quán hồi thời quá khứ, nếu như không cơ hội chạm da, thì là khó nổi nhớ ra. Thói quen nằm mãi trong nhà nghiệp duyên, nếu ma quỷ sanh lên nhân loại, dễ cảm theo cái thói quỷ ma. Chánh đường nếu chẳng sống ra, thì là dễ bị đường tà cuốn lôi. Sanh được làm người đất quy, thường được nghe giải chỉ tu hiền. Gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở lên làm người. Để sanh lạc vào nơi cầm thu, không được nghe khuyên nhủ lời lành, thì không được biết tu hành tất. Còn chịu kiếp tử sanh lâu dài, nạn ấy lớn hơn tai nạn khác, cũng là điều hình phạt tối cao. Để cho cửa thú lọt vào giấc mê dài, biết ngày nào tỉnh ra, với ma quỷ cũng là đại nạn.
kiếp sống như là ráng là mây, tiêu tan chẳng có hẹn ngày, thường cam đôi khác vẫn gây trong lòng. Tâm oan ghét đã sống cực độ, nên thường gây đau khổ cho người. Không kiêng Phật chẳng kể trời, khiến cho nghiệp ác càng bồi thêm cao. Xưa kia có một trào vua nọ, có một ông quan võ bất lương. Mỗi lần đi đến thôn hương, bắt dân làng phải nộp lương nộp tiền. Bò heo có phải khiến đến nạp, cô gái xinh phải dắt tới hầu. Bắt dân làm giết ngựa trâu lốp, thì bị giết bị tù thảm thương. Gặp già cả không nhường không kể, thấy tăng sư chẳng lễ chẳng chào. Rất là ngạo mạn tự cao, không tin nhân quả chẳng nào tuần hoàn. Một hôm nọ sau cơn yến tiệc, bỗng nhiên ông thổ huyết chết đi. Sanh làm ngạ quỷ tức thì mắt mày xấu xí dị kỳ hình dung. Cổ quá nhỏ vật không nuốt chài, bụng thì to bằng cái bụng trâu. Ngày đêm đôi khát buồn rầu vất vơ, chẳng có chỗ nào ẩn thân. Cơm vừa đút tới mồm thành lửa, nước ngấm vào miệng quá dầu sôi. Làm cho phồng lưỡi cháy môi, chịu điều đau nhức tanh hôi suốt đời. Trả quả lúc làm người tiền kiếp, nhưng thường không được biết tỉnh ra. Ôm lòng oán hận sâu xa, càng làm cho kiếp quỷ ma kéo dài. Con ơi lấy chuyện này để biết, những hành tung tiền kiếp mất đâu. Làm cho thiên hạ đau sầu, là gây hậu quả độc xấu cho mình. Quan ấy lúc sanh bình oai khi, khi thoát rồi làm quỷ đói đau. Người đời thử nghĩ thế nào, có nên ham thứ hùng hào ấy không? Chỉ một lúc thỏa lòng ham hô, mà để cho đau khổ muôn đời, là điều nhân nên nhịn con ơi. Ăn quen khó nhịn, nhịn thời cũng quen. Có quả báo nên khuyên hướng thiền, không đau đầu ai khuyên trừ tà. Chết rồi tội mới thấy ra, chừng ni có hối cũng là muộn thay. Chỉ sơ lược một vài nhân quả, cho người đời nhớ có trả vai. Để mà uống nắng cho ngay ngõ hầu, tranh cái hậu lai bất lành. Phải sang suốt cứu mình thoát khổ, đừng ngu mê tông tổ lấy sầu. Nếu mình tu đắc đạo màu, tổ tiên cha mẹ cũng chầu Như Lai. Trời một mặt sáng đầy thiên hạ, cầu một cây đưa cả muôn người. Tu là việc lớn con ơi, cứu cha mẹ được độ người cũng xong. Trái quân hà đã hồng sắp rụng, mi mau chọn nơi gieo giống trường xanh.
mê đời cặn bã hối tâm hại mình thì có cứu mình thì không. Đời chém giết vì lòng ghen ghét, đời lưu manh vì việc tham lam. Có rồi mà vẫn còn ham, ham tài ham sắc ham làm công danh. Thấy người được còn mình không được, xô đẩy nhau bắt chước cho hơn. Thường tranh cạnh việc bất nhân là đời hiện tại gọi thân phong trào. Quá vật chất quơ vào bất kể, quá xa quá tội lệ không kiên. Đua nhau cướp lợi tranh quyền ấy là thế giới kim tiền ngày nay. Con cái chẳng đói hoài cha mẹ, vợ chồng không dình lẽ ai ân. Bội thầy phản bản lừa dân cảnh này đã diễn xa gần thiếu chi. Chẳng đạo lý hơn gì chui hát, không luân thường nào khác heo tơ. Chuối không ruột chẳng ai nhờ heo, lo ăn ngủ để chờ phân thay. Đạo lý chẳng khác cây thước mộc, luân thường như là chốt giới đinh. Thước không là khó ráp thành chốt đinh, nêu thiếu thì hình rã mau. Đạo lý trọng thế nào đủ biết, luân thường là cần thiết dường bao. Ở đời bất luận người nào, nên nhìn đạo lý nên trao luân thường. Người hơn vật biết đường đạo lý, người giá cao nhờ nghĩ luân thường. Dù cho thông thái phú cường, nếu không đạo lý luân thường đáng khinh. Kẻ chỉ biết lo mình vinh hạnh, mặc cho ai sống cảnh khốn nàng. Người đừng tưởng thế là ngoan, gặp khi tối lửa tắt đèn kêu ai. Giữa nhân loại có dây quan hệ, việc lớn cho đến bé nhờ nhau. Trong đời bất cứ hạng nào, tự mình cung cấp không sao hoàn toàn. Ngay như cái thân đang sống đó, được sanh ra nhờ có mẹ cha. Những điều phụ thuộc khác ra là nhờ tất cả người ta giúp vào. Ơn cha mẹ làm sao chẳng nhớ, ơn mọi người há nỡ đành quên. Dù sao cũng ráng đáp đền, mới không hổ phận sanh lên đi làm người. Được lành chứ khinh cười kẻ rách, được sang đừng kêu cách người hèn. Không nên phân biệt là quen, thấy ai mắc nạn nên chen giúp giùm. Mình được sống thì cùng người sống, mình được vui giúp chúng đồng vui. Ở ăn mật thiết với người sự thơm tho ấy còn mùi nào hơn. Cuộc sống của thế trần hiện tại cũng cần nên sửa cái như trên. Giàu nghèo nâng đỡ nhau lên, bỏ đi cái lối sống riêng cho mình. Ai cũng biết mở tình rộng rãi, nạn dân nghèo sẽ giải quyết xong. Những điều cướp của lường công không còn nghe thấy ở trong xóm làng. Tình bác ái người càng biết rộng, cảnh thái bình càng chống hiện ra. Nếu tình bác
ấy còn xa, thay bình cảnh ấy cũng là còn lâu. Những gì chúng đang sầu khổ nhất, không nói ra cũng được biết rành. Thiếu no ấm, thiếu hòa bình là điều thế giới hiện tình thiết tha. Kẻ chỉ thiện nhìn qua thế sự, không khỏi lầm tư lự đau buồn. Dân sanh rối tợ chỉ còn chưa sống nhân quả cái đường thiên tai. Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Đói đau chết chóc chia lìa nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai. Nạn trời khắp đông tây gieo rách, thêm nạn người Nam Bắc hoành hành. Chỗ này chưa dứt chiến tranh kê nghe, chỗ nọ khởi hành binh đao. Thảm vì khổ kể sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng. Nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao, chẳng khác như thoảng gặp giông. Nếu kẻ có tấm lòng bi mần, không khỏi lo cầu khẩn hòa bình. Thương người như thể thương mình, không hề muốn diệt đau binh khốn nạn. Qua thế giới sắp tàn mai mốt, mấy bướm ông còn chăm đốt mỗi ngày. Giết nhau nếu chẳng dừng tay, sẽ làm mạng sống nhân loại ngắn thêm. Nên tha thứ chứ hèm thù nữa. Hãy nhất tâm đừng ở hai lòng, giúp người người sẽ trả công. Hại nhân nhân hại chứ hồng hại ai. Sự bao ứng đời nay rất chông, quả đã gieo sắp rụng tới nơi. Trốn người chớ khó trốn trời, chết thì chịu chứ phạm nơi tội tình. Con ơi cảnh bình minh thấy được, phải trải qua một cuộc tối đen. Ngủ quen còn thức không quen, hồn đi theo lớp tối đen nhiều người. Kẻ tỉnh được gặp trời sáng tỏ, người mê luôn theo lộ âm cung. Thử ra mới biết hiền hung không đem, chọn lọc tiên rồng như nhau. Chưa gặp lửa vàng thao một sắc, đốt ra rồi hai chất khác nhau. Vàng thì trước cũng như sau, còn thao thì lại sắc màu đổi luôn. Khi thành lắm người thương kẻ mến, lúc suy không ai đến ai thăm. Dễ dàng thay đổi lương tâm, nhìn vào thế thai ngán ngầm lòng son. Lúc mới mẻ thì còn hâm hờ, khi cũ càng chẳng ngó ngãn vào lòng. Người phai lạc rất mau tu hành như thế, chừng nào cho nên. Cần phải biết ơn đền nghĩa trả, cần phải gìn chi cả lòng son. Nguyện tu thì phải tu tròn mắt, dù sống chết mất còn chẳng nao. Đạo cao có chi cao tương xưng, như buồm to gió lớn thổi xuôi. Đường về mau chóng đến nơi, móng tay chưa nhóc là ngồi tây phương. Gặp đạo cả căn trường nhỏ hẹp, mà như ruộng to lúa lép đem gieo. Nhọc công nghèo vẫn còn nghèo, tu như
thế rất khó siêu Phật đài. Ngọc nếu chẳng dội mài không sáng, tu nếu không cố gắng chẳng thành. Trong tâm khi được trọn lành, hốt nhiên trí huệ nơi mình hiện ra. Một khi thấy trứng gà khai mò, chẳng bao lâu sẽ nở gà con. Mẹ gà phải ấp cho tròn trứng kia, bỏ lạnh gà con chết liền. Tăng chung phải tham thiền đúng cách, làm sao cho thông nhất tinh thần. Mắt tai mũi miệng ý thân đem về một chỗ thật chân như lòng. Làm thế chẳng phải trong chốc lát, mà phải gìn cho được luôn luôn. Đến khi như nước trên nguồn chảy luôn không dứt là đường đạo minh. Con ơi nhớ chặt gìn lẽ ấy, chẳng bao lâu sẽ thấy hiểu năng. Nếu còn nghĩ quấy tưởng rằng chấp tay ngồi mãi không ăn thua gì. Việc thành đạo không kỳ mau chậm, mà do lòng đóng tỉnh khiến ra. Đông còn thì đạo còn xa, bị bác làm cấm giàu thì bị của giam cầm chung thân. Xưa nay chúng không cần như thế, hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền. Dòng đời xuôi ngược đảo điên đều, do cái thứ bác tiền mà ra. Thứ tiền bạc người ta tạo nó, rồi người ta lấy khổ vì tiền. Không tiền nói phải cũng điên, có tiền nói quấy cũng thiên người ừ. Trâu bò thì bị người xỏ mũi, người bị tiền bạc cởi trên lưng. Trâu bò chỉ khổ xác thân, người thì xác thịt tinh thần khổ luôn. Khổ đến chết chưa buông được nó, mà nhiều người lại đó làm vinh. Tiền xem trọng nghĩa xem khinh, ngày nay thế giới chỉ tin đồng tiền. Tiền là bạc không yên một chỗ, nay tay này mai ở tay kia. Người thường vì nó rẻ chia, gây ra máu đổ đầm đìa khắp nơi. Chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình là mất tự do. Làm ra để giúp để cho, chứ gom góp để bo bo giữ đời, đem giúp đỡ cho người chẳng mất. Cứ bo bo giữ cất không còn, vật mòn biết dụng không mòn. Tiền đừng nên bạc, nên tròn nghĩa ân. Ham tiền bị hư thân lâm kè, mến bạc nhiều người nhẹ giá danh. Gái thì ban mất tiết trinh, trai thì trộm cướp hoặc sanh gian hùng. Thân cho mấy khi lòng mến bạc, tình thân kia cũng nát như tương. Tự mình bốc chết tình thương, mà không sáng mắt bởi dương động tiền. Tiền dùng đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Nhiều tiền kiếp mâu ni giàu có, bạc tiền đâu làm khổ được ông.
mà là nhờ có tiền đồng giúp ông bố thi khắp trong dân lành. Đó là một trong ngàn công đức Phật Thích Ca chưa chất từ xưa. Dùng tiền như hạn cho mưa biển non đo cũng chẳng vừa đại ân. Phật xưa cũng sát trần cõi tạm, Ngài cũng tình cũng cảm như ai. Thế mà Ngài chứng Như Lai, nhờ lòng bố thí nhờ hay nhân từ. Phật làm thế này người cũng thế, tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài. Nhớ câu trọng nghĩa hơn tài tiện tài, chớ để nó sai khiến mình ai có của. Bị khinh cũng mặc, đừng vì tiền gai gắt với ai. Có ra thì đỡ xây xài, không thì nhịn chịu, chứ cay đắng lòng nghèo nhớ giữ lòng trong sạch già. Giàu đừng quên bố đức thi ân, có dư chớ hưởng riêng thân, nên cho kẻ khác lấy phần ấm no. Được như vậy được khó công đức, sống đời đâu khổ cực dĩ đời. Trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tục mà đời thần tiên, tiên với tục dính liền mặt trái. Để vậy phạm lộn lại là tiên, cũng thời sử dụng đông tiền, người lo quần chung kẻ riêng lo mình. Lo quần chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là chất phàm nhân. Tình tiên Phật hết trầm luân, chất phàm nhân tất còn thân luân hồi. Phật phàm có thể thôi đâu khó, làm hay không việc đó tại người. Người đâu bông đó không rời, ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay. Xưa ma đó bỗng nay Phật đó, cây với thuyền nào có xa nhau. Khéo tay môi móc ghép vào, thì cây nên được thuyền tàu khó chi. Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực, mỗi người nên lấy sức của mình. Phạm tình đối lại thánh tình, tự mình sửa lấy lòng mình hơn ai. Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt, phải tự mình tìm cách thoát ly. Thật tâm tự độ mình đi, tự nhiên có Phật hộ trì khỏi lo. Không tự độ muốn cho Phật độ, khác nào như đất bỏ không trồng. Ví dụ mưa xuống ngập đồng, trái bông cùng chứ có hồng sanh ra. Biết tự trị tất là tự độ, làm lành còn giữ bỏ không làm. Dù cho lòng rất muốn ham, nếu là việc quay cũng cam nhịn chừa. Muốn thì cứ làm bừa không xét, trong mười điều không biết chín điều. Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu, muốn điều hung dữ lại nhiều gấp mười. Cho nên mỗi một lời muốn nói, hoặc trước khi muốn khởi việc làm, phải cần hỏi lại lương tâm, xét coi việc có lỗi lầm hay không. Gặp việc khó thấy lòng bối rối, riêng mình không hiểu nổi giả chân.
nên tìm hỏi bậc hiền nhân, chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càng.